Bạn đang thư giãn trên bãi biển thì đột nhiên nhìn thấy một đàn chim rất lớn. Chúng hào hứng với một thứ gì đó gần vùng nước. Bạn bị thôi thúc đến đó để xem chuyện gì đang xảy ra. Đây là lời khuyên, ngồi xuống và tránh xa vùng nước đó nhé. Tôi biết bạn nghĩ bạn đủ cứng rắn để đối phó với vài cú mổ của chim mòng biển đúng không? Nhưng không phải lũ chim mà chính là những thứ ẩn nấp dưới nước mới khiến tôi lo lắng. Cá là thức ăn chính của nhiều thành viên trong vương quốc động vật, cả trên cạn và dưới đại dương. Cá ngừ, mực, bạch tuộc cũng như các loài sinh vật biển có vú như hải cầu đều ăn nhiều loại cá nhỏ hơn. Các loài như cá bluefish và cá vược sọc là bữa ăn tối ưa thích của chúng. Còn chúng lại là món yêu thích của một loài siêu săn mồi khác. Đó là lý do bạn không nên đến gần vùng nước nơi những con chim đang bay lượn quanh đó. Nếu làm vậy, bạn đang mạo hiểm chạm trán với một sinh vật có thể dài tới 6 mét đấy. Con số này gấp 3 lần kích thước của một người bình thường. Đây là thông tin về kích thước của một con cá mập trắng lớn. Nếu có cá xung quanh, chúng có thể sẽ đến gần mặt biển để kiếm ăn. Cá mập trắng lớn có lực cắn mạnh nhất trong các loài động vật. Loài động vật duy nhất khác đến gần chúng là cá sấu nước mặn. Tất cả là nhờ khả năng đánh hơi mạnh mẽ. Các nhà khoa học tin rằng loài này có khứu giác mạnh hơn của con người 100 lần. Chúng thậm chí không sử dụng lỗ mũi bên dưới mõm để thở. Bộ phận này chỉ đơn giản là dùng để đánh hơi. Tuy nhiên, rất may, chúng ta không phải là bữa ăn yêu thích của cá mập và sinh vật này sẽ không tìm cách săn con người. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng tỷ lệ bị cá mập tấn công rất thấp, khoảng 1 trên 3,7 triệu. Khi có những cuộc gặp gỡ không may giữa cá mập và con người, cá mập có thể nhầm chúng ta với một con hải cẩu hoặc cá vực sọc lớn. Đây là lý do bạn nên tránh xa những con chim và cá đó và để những loài động vật này yên. Bạn chỉ cần tập trung vào việc tắm nắng trên ghế thôi. Tôi đoán như vậy có nghĩa là cá mập có thị lực kém. Không hẳn. Cùng ở vùng nước trong, thị lực của chúng tốt gấp 10 lần thị lực của con người. Mắt của cá mập có cấu trúc khá giống với mắt của chúng ta. Nó bao gồm giác mạc, thủy tinh thể, võng mạc, mống mắt xanh đậm và đồng tử. Đôi mắt của chúng có hai loại tế bào cảm nhận ánh sáng giống như con người. Đó là hình que, chịu trách nhiệm nhìn ở mức ánh sáng yếu, và hình nón hoạt động nhiều hơn ở mức ánh sáng mạnh hơn và có khả năng nhìn được màu sắc. Mặc dù chúng ta không biết chắc rằng các tế bào hình que và hình nón của cá mập hoạt động hiệu quả ra sao, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng chỉ sở hữu một loại tế bào hình nón. Có nghĩa là rất có thể chúng không nhìn được đầy đủ màu sắc như con người. Điều này có thể giải thích vì sao chúng đôi khi nhầm lẫn con người với các sinh vật khác. Nhưng ai mà tập trung cao độ được khi chuẩn bị ngấu nghiến bữa tối chứ? Mắt cá mập còn có tapetum lucidum. Đây là một lớp tinh thể phản quang nằm phía sau võng mạc. Những tinh thể này cho phép cá mập nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng cực kỳ mờ và môi trường nước đục. Các tinh thể này phản xạ ánh sáng chiếu tới để tế bào hình que bên trong võng mạc phát hiện được ánh sáng đã bị bỏ sót ban đầu. Có một sự thật thú vị là mèo cũng có tapetum lucidum. Đó là lý do khiến mắt mèo phát sáng trong bóng tối khi bạn chiếu đèn vào chúng. Một dấu hiệu khác cho thấy cá mập có thể lượn lờ ở vùng biển gần bạn là sự hiện diện của cá voi. Cá mập được biết là có thể theo dõi cá voi ở khoảng cách hơn 160 km. Chúng sẽ bơi theo đàn và chờ một con cá voi yếu đi trước khi tấn công con vật. Vậy bài học rút ra là gì? Nếu bạn nhìn thấy những con chim ở gần vùng nước thì đó không phải là dấu hiệu tốt. Nó không hề giống với việc nhìn thấy hàng ngàn con chim bay cùng nhau trên bầu trời. Hiện tượng này tiếng Anh gọi là murmuration, tạm dịch là đàn chim sáo đá. Bạn có thể thấy hàng ngàn con chim sáo đá tụ hội với nhau trên bầu trời, bay đồng loạt rồi lượn và chuyển hướng cùng lúc. Giống như chúng đang thi thố trong một môn thể thao đồng đội tại Thế vận hội dành cho chim vậy. Hiện tượng này xảy ra khi chim bắt đầu đi ngủ. Có thể sớm nhất là vào tháng 9 ở một số nơi và muộn nhất là vào tháng 11 ở những nơi khác, với nhiều con chim tham gia trình diễn vào ban đêm hơn. Chúng làm việc đó để giải trí sao? Chả hẳn, không hẳn đâu. Tập hợp lại trên bầu trời giúp chúng tự vệ trước những loài săn mồi như chim ưng. Trời cũng lạnh khi ở trên cao, vì vậy hàng ngàn con chim này tập trung lại để giữ ấm và trao đổi thông tin về những nơi có thể có thức ăn. Vậy trong trường hợp này, một đàn chim lớn không có nghĩa là nguy hiểm, nhưng nếu bạn thấy một số con chim bay về phía bạn khi đang ở một nơi nhiều cây cối, thì đó là lúc bạn nên rời đi. Các loài chim và động vật khác trốn khỏi khu vực cháy rừng. Một số loài như động vật lưỡng cư có thể ở trong đám cháy. Thay vì chạy trốn, chúng sẽ đào đất để sống sót. Nhưng gần như tất cả các loài khác sẽ cố gắng hết sức để rời khỏi đó. Và đừng quên tránh đường khi tất cả những loài vật đó đang chạy về phía bạn nhé.
sao chúng ta không quay lại với lũ cá mập lại nhỉ? Vâng, giờ chúng ta đã biết, nếu thấy chim ở gần mặt biển thì có thể cá mập cũng đang ở khá gần. Nhưng nếu không có con cá mập nào gần đó thì sao? Nếu bạn đang bơi dưới biển và thấy một vài con cá mập lặn sâu xuống đáy, thì đây có thể là một dấu hiệu cho thấy sắp có một trận cuồng phong hoặc bão nhiệt đới. Cá mập có thể cảm nhận được việc áp suất không khí bị giảm đi, vốn là dấu hiệu báo trước cho việc sắp có bão. Vì vậy, chúng cố gắng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cá mập không quan tâm đến con người, nên không xem những bãi biển đầy cát cũng như các thị trấn và thành phố trong đất liền của chúng ta là vùng an toàn. Chúng là sinh vật khá thông minh. Chúng biết càng lặn sâu xuống đáy đại dương thì càng an toàn. Nhưng đại dương không phải lúc nào cũng là nơi tốt nhất để ẩn nấp trong trường hợp khẩn cấp. Ví dụ, nếu bạn bắt gặp những sinh vật thường sống dưới biển nhưng bỗng nhiên lại ở trên cát thì đừng xuống nước. Đây là dấu hiệu cho thấy có khả năng nước bị nhiễm độc. Có thể có thủy triều đỏ ở vùng nước gần bãi biển. Thủy triều đỏ xảy ra khắp nơi trên thế giới, nhưng một loài tảo là nguyên nhân gây ra hiện tượng này ở vịnh Mexico. Thủy triều đỏ xảy ra khi nước có nhiều tảo độc hơn bình thường. Hiện tượng này khiến nước có màu đỏ hoặc nâu, nhưng đôi khi màu nước vẫn bình thường. Nếu xuống nước, bạn có thể sẽ gặp tình trạng đường hô hấp bị kích ứng như ho hoặc ngứa cổ họng. Khi tình huống này xảy ra, bạn nên súc miệng kỹ bằng nước thông thường. Nhắc đến nước, ếch nổi tiếng với tiếng kêu ộp ộp. Nhưng nếu bạn nghe chúng kêu như vậy nhiều hơn bình thường, thì có thể là trời sắp mưa đấy. Một giả thuyết cho rằng nguyên nhân có lẽ liên quan đến quá trình giao phối của ếch. Đầu tiên chúng giao phối, sau đó đẻ trứng vào những vùng nước ngọt. Một cơn mưa đồng nghĩa là có chỗ nhiều nước hơn cho ếch. Đó là lý do ếch đực mời con cái hẹn hò trước khi trời mưa kéo theo màn giao hưởng ộp ộp. Nếu bạn nghe thấy nhiều tiếng vo ve xung quanh, có nghĩa là những con ong đang hoạt động nhiều hơn bình thường và đồng nghĩa là sắp có bão. Khi cảm thấy cơn bão đang đến gần, ong sẽ làm việc chăm chỉ hơn và nhanh hơn để thu thập được nhiều mật hoa hơn. Và khi đã làm xong, chúng sẽ luôn bay lại về tổ từ 10 đến 15 phút trước khi có mưa lớn, ngay cả khi không có dấu hiệu rõ ràng. Bí quyết là chúng có những sợi râu siêu nhạy cảm trên lưng, có thể nhận ra sự tĩnh điện tích tụ trong các đám mây khi sắp có bão. À, đẹp tuyệt! Bạn đang đi bộ với chiến hữu và nhìn lên bầu trời. Hôm nay mặt trời trông khang khác, như thể có một cái vòng xung quanh nó, kiểu như cầu vồng ấy. Ha, nhìn kìa! Anh bạn ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi điện thoại của mình. Cậu đừng nhìn trực tiếp vào, dừng lại hết đi. Anh ấy nói, là quầng mặt trời đấy, chúng mình phải tìm chỗ trú ngay, trừ khi cậu đã cầm sẵn chiếc ô lớn nhất thế giới rồi. Quầng mặt trời là dấu hiệu của tự nhiên cho thấy tuyết hoặc mưa bão sắp xảy ra. Quầng này hình thành do các đám mây làm từ vô số tinh thể băng nhỏ bay lơ lửng ở độ cao 6 km. Ánh nắng đi qua các tinh thể đó khiến ánh sáng bị tách ra và khúc xạ, giống như với cầu vồng. Giờ thì đừng nhìn thẳng vào quầng mặt trời, bạn sẽ thấy nó cuốn hút vì đây không phải là thứ bạn nhìn thấy hàng ngày. Thêm nữa là nó cực kỳ đẹp, nhưng tia cực tím có thể đốt cháy các mô phơi sáng của võng mạc và gây ra tổn thương nghiêm trọng, vì vậy không đáng đâu. Đeo kính râm vào và bạn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này rồi. Nó kéo dài khoảng 40 phút. Mây này chính là nguyên nhân tạo nên cái vòng kỳ quái thi thoảng bao quanh mặt trăng vào ban đêm. Thiên nhiên gửi các dấu hiệu sớm về thảm họa theo nhiều cách khác nhau. Cây hình chữ J có thể báo hiệu sắp có sạt lở đất. Vì mặt đất đang dịch chuyển chậm nên cây cối mọc theo dạng cong này. Hãy tìm một vùng đất bằng phẳng và tránh đến gần cây cối trừ khi bạn có sức mạnh của siêu nhân. Bạn đang đi dạo thư thái trên bãi biển, cát, mặt trời, chẳng một gợn mây trên bầu trời xanh. Sau đó không biết từ đâu bạn thấy nước rút ngược ra xa bờ. Đột nhiên bạn còn nhìn thấy cả san hô, cá nhỏ và các loài động vật nhỏ dưới biển. Đó là một dấu hiệu để bạn rời đi vì có khả năng là sóng thần đang tới. Sóng thần được hình thành khi có động đất ở dưới nước và nó có thể dội vào bờ với tốc độ 800 km một giờ. Sóng thần chủ yếu xảy ra ở Thái Bình Dương, nhưng sao phải mạo hiểm chứ? Nếu có một luồng nước lăn tăn trên bãi biển, hãy tránh ra xa. Có lẽ có một dòng chảy xa bờ cực kỳ nguy hiểm đang ở dưới mặt nước đấy. Đôi khi sóng đánh vào bờ theo một cách kỳ lạ, tạo thành dòng chảy xa bờ. Bạn sẽ nhìn thấy một khoảng trống kỳ lạ trên sóng hoặc các mảnh rong biển lan ra tứ phía. Nếu bạn bị cuốn vào dòng chảy xa bờ, hãy cố gắng nổi lên và đừng phí sức để bơi ngược dòng nước. Hãy hét thật to để cầu cứu và cố trôi dọc theo bãi biển. Khi bạn thoát ra khỏi luồng nước, hãy bơi theo đường chéo vào bờ nhé. Nếu bạn đang ở dưới biển và thấy một đàn cá mập đang bơi lội tung tăng, được rồi, viễn cảnh này nghe không dễ chịu chút nào.
Chà, tin tốt là không nhất thiết chúng đến để sơi bạn đâu. Còn tin xấu ư? Có thể cá mập đang chạy trốn một cơn bão nhiệt đới lớn hoặc thậm chí là bão lốc. Cá mập có thể cảm nhận được hiện tượng này, nên khi thiên nhiên nổi giận, chúng tụ lại thành nhóm và bơi xuống dưới biển sâu để tìm nơi an toàn. Có lẽ bạn không nên đi theo chúng đâu. Chúc may mắn nhé! Quy tắc vàng từ thời cổ đại đây. Làm theo các loài động vật. Côn trùng, chuột và rắn rời khỏi hang vài ngày trước khi động đất cực mạnh xảy ra. Các nhà khoa học không thể theo dõi hoặc giải thích làm sao chúng biết được chuyện sắp tới. Có vẻ như động vật cảm nhận được động đất hoặc do chúng cảm nhận được sóng xung kích khởi đầu nhỏ mà chúng ta còn không để ý đến. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thấy các loài vật chạy về phía mình? Như thể có nghĩa là bạn sắp trở thành bữa sáng của chúng ấy. Hoặc phía sau chúng có một đám cháy rừng. Các loài lưỡng cư như ếch, cóc và kỳ rông cố gắng bảo vệ mình bằng cách chui xuống đất, số còn lại sẽ chạy đi. Trước khi bắt đầu chạy cùng chúng, hãy kiểm tra xem bạn có thấy khói hay không, vì bạn đâu muốn vắt chân lên cổ mà chẳng để làm gì. Chà, không chỉ động vật, chúng ta cũng có thể thấy các dấu hiệu cảnh báo. Ví dụ, nếu bỗng nhiên lông và tóc bạn dựng đứng, còn đồ trang sức rung lắc bất thường, hãy tìm chỗ trú ngay lập tức. Có khả năng sét sắp đánh vào một nơi gần đó. Nếu bạn đang ở ngoài trời và không thể chạy vào nhà, hãy đảm bảo là không đứng gần các tòa nhà cao tầng, nằm thẳng trên mặt đất, ở gần vũng nước, tìm chỗ trú bên dưới một cái cây đứng đơn lẻ, đứng ở không gian rộng lớn ngoài trời. Và đừng đứng trên đỉnh của tòa nhà Empire State, nơi đó bị sét đánh hàng trăm lần mỗi năm. Bạn có thích trượt tuyết không? Trò này thật thú vị và vui nhộn cho đến khi tất cả những gì bạn có thể thấy là màu trắng. Tuyết lở có thể di chuyển với vận tốc 130 km/h, nên hãy để ý đến các dấu hiệu cảnh báo nhé. Bạn có thấy rỗng xốp khi bước đi trên tuyết không? Có vết nứt nào xung quanh giày của bạn không? Bạn có thấy một trận tuyết lở lớn đang tới? Chuẩn lệ thôi. Đôi khi, ánh sáng xanh của bão hòa vào ánh sáng đỏ từ mặt trời sẽ tạo nên màu xanh lá cây khá ấn tượng. Hãy ngắm nhìn từ một khoảng cách an toàn, tốt nhất là ở trong nhà. Đám mây rông cực cao này thường đồng nghĩa với việc sắp có mưa đá hoặc tệ hơn một cơn lốc xoáy. Hãy tìm chỗ nấp như trong bãi đậu xe ngầm hoặc dưới tầng hầm. Tuy nhiên, nếu bạn nhận định sai thì sẽ hơi ngượng đó nha. Được rồi, chúng ta biết rằng núi lửa nguy hiểm, nhưng các hồ gần chúng thì sao? Có gì không phải là dấu hiệu cho thấy nguy hiểm không? Các hồ ở gần núi lửa sôi sùng sục mà không bao giờ nguội, giống như lon nước ngọt bị lắc mạnh, trực chờ vỡ tung ra. Thực chất, magma dưới lòng đất đẩy carbon dioxide xuống đáy hồ và khí cứ ở đó chờ đợi. Sau đó, ngay cả một thứ tẻ nhạt như mưa cũng có thể làm khuấy đảo cả hồ nước và bam hoặc bùm, bạn tưởng tượng ra rồi chứ. Lặn, bơi, lặn với ống thở, biển thật tuyệt vời nhưng cũng thật khó đoán. Khi hai hệ sóng chạy về phía nhau, chúng có thể tạo nên biển giao nhau. Nhìn từ xa trông nó khá đẹp, nhưng lại rất nguy hiểm cho người bơi lội, người lướt sóng và cả tàu thuyền nữa. Có một dòng nước rất mạnh đang di chuyển dưới mặt nước đấy nhé. Bạn đang đi dạo trên bãi biển, dường như mọi câu chuyện hay đều bắt đầu như thế này, thì đột nhiên, một cái hang này. Thật tuyệt phải không? Bạn đi vào đó khám phá một chút và không. Nếu trăng tròn xuất hiện, bạn sẽ không thể ra khỏi hang được. Trăng tròn ảnh hưởng khiến thủy triều thấp hơn bình thường. Vào trong hang khá là dễ, nhưng thay vì một cuộc phiêu lưu thú vị, bạn lại có nguy cơ bị mắc kẹt trong ấy cho đến kỳ trăng tròn tiếp theo. Hãy mang một hộp cơm to nhé. Mây tường là một trong những thứ khiến bạn vừa phấn khích vừa sợ hãi khi nhìn thấy. Sợ vì bạn không biết nó là gì, phấn khích vì chà, lâu lâu bạn mới thấy cảnh này mà. Dù cảm thấy thế nào, hãy bảo chân bạn chạy ngay đi. Trong cơn giông bão, mây tường xuống thấp hơn bất cứ thứ gì và có thể dài tới 8 km. Và nếu mây bắt đầu quay, chà, cô bé Dorothy bị cuốn đến xứ Oz, ai mà biết bạn sẽ bị cuốn đến đâu cơ chứ. Đó là vào năm 2009 ở Ý. Một người đàn ông đang loay hoay trong bếp ở nhà mình thì thấy các đốm sáng nhấp nháy. Anh biết mình phải làm gì. Anh đưa cả gia đình đến một nơi an toàn. Vài giây sau, một trận động đất lớn đã xảy ra trên toàn khu vực. Cả gia đình sống sót nhờ phản ứng nhanh nhạy của anh. Anh biết ánh sáng nhấp nháy chính là dấu hiệu của một trận động đất sắp xảy ra. Từ lâu rồi mọi người vẫn nhìn thấy ánh sáng bí ẩn này. Một số còn cho rằng đó là tín hiệu từ không gian nữa kìa. Trước đây các nhà khoa học không coi trọng ánh sáng này, nhưng sau khi con người phát minh ra nhiếp ảnh, bằng chứng về ánh sáng kỳ lạ này ngày càng xuất hiện nhiều. Chẳng bao lâu họ nhận ra mối liên hệ. Ánh sáng xuất hiện và chẳng mấy chốc động đất xảy ra. Sau các cuộc khai quật,
họ đã nhìn thấy các ghi chép về ánh sáng động đất từ hàng trăm năm trước. Có những ngọn lửa xanh nhạt bùng lên trên mặt đất ngay trước một trận động đất. Ồ, rùng rợn quá. Ồ, đại dương, thôi nào, lại nữa sao? Được rồi, thêm một hiện tượng nữa thôi đấy. Nếu bạn thấy đại dương chuyển sang màu nâu đỏ, đừng xuống nước hoặc đến gần vùng nước. Thủy triều đỏ là do tảo độc gây ra và là thứ bạn có thể tìm thấy trên khắp thế giới. Tảo độc vẫn có thể ở trong nước ngay cả khi đại dương có màu bình thường. Thứ đó phủ lên người bạn sẽ gây ra các vấn đề về sức khỏe. Hãy tắm sạch với nước ngọt càng nhanh càng tốt nhé. Gần đây, một điều gì đó thú vị đang xảy ra ở Nam Dakota. Nó lan truyền khắp Internet và có lẽ bạn cũng đã biết về nó. Vào tháng 7 năm 2022, bầu trời của tiểu bang này bỗng chốc chuyển sang màu xanh lá kỳ dị. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Hiện tượng này do con người hay thiên nhiên gây ra? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Thứ ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022, ngay sau một cơn bão lớn, bầu trời Nam Dakota, Mỹ vẫn u ám. Người dân địa phương đi ra ngoài và thấy bầu trời có màu xanh lá đậm, điều mà họ chưa từng thấy trước đây. Người ta kể rằng, cảnh tưởng y hệt như trong một bộ phim hoa học viễn tưởng, thậm chí một bộ phim kinh dị. Hiển nhiên, người dân Nam Dakota đã nhanh chóng lan truyền tin tức trên khắp các mạng xã hội. Mọi người đã chia sẻ những bức ảnh tuy đẹp mà kỳ quái trên Twitter. Ảnh thể hiện bầu trời phía trên thành phố Sioux Falls và một vài thành phố khác. Tuy màu xanh lá trên bầu trời có vẻ siêu nhiên, nhưng thực ra hiện tượng này không hề đáng sợ. Đó chỉ là màn trình diễn của ánh sáng và bầu khí quyển. Hiện tượng này hiếm khi xảy ra và thường ám chỉ rằng thời tiết sắp chuyển biến xấu. Và điều này cũng đúng với những gì đã xảy ra ở Nam Dakota. Ngay trước khi người dân chia sẻ các bức ảnh, một cơn dông bão đã quét qua thành phố Sioux Falls. Cơn dông bão đã được cơ quan thời tiết Hoa Kỳ xác nhận. Cơn bão này rất khủng khiếp, tốc độ gió đạt 161 km/h. Theo thang Buford về tốc độ gió, đây là cơn bão nhanh nhất và có sức tàn phá lớn nhất. Thang đo này chỉ gồm 12 con số và sức gió tối đa bắt đầu từ 117.5 km/h. Nhưng tại sao thông tin này không xuất hiện trên mọi bản tin? Chà, bởi vì đó là một điều bình thường đối với cư dân. Dông bão xảy ra rất thường xuyên ở nước Mỹ, đặc biệt là trong mùa nóng. Và cứ 10 cơn bão thì có một cơn chuyển biến leo thang, chẳng hạn như thành lốc xoáy. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Loại bão này có tên là Derecho. Derecho xảy ra trên diện rộng và tồn tại rất lâu. Thực chất, nó là sự kết hợp của một nhóm bão và mưa lớn di chuyển nhanh. Người ta thường nói rằng Derecho mạnh như một cơn lốc xoáy. Tuy nhiên, hai loại hiện tượng này có một điểm khác biệt. Lốc xoáy là một cột khí xoay tròn, thường có đường kính khoảng 152.4 m. Tuy vậy, đôi khi đường kính có thể ở mức 4 km. Tôi không ghen tị với mấy người gặp phải lốc xoáy kiểu này đâu. Nhưng mấu chốt ở đây là chúng xoay tròn. Gió di chuyển rất nhanh theo đường tròn gần một tâm vô hình. Derecho là một cơn dông bão mạnh hoặc một hệ thống dông bão mạnh có gió thổi thẳng. Nói cách khác, Derecho không quay. Thay vào đó, Derecho chọn một điểm và chỉ đơn giản là chạy về điểm đích đó, giống như một vận động viên marathon hăng hái. Nếu chúng ta so sánh Derecho với một cơn lốc xoáy thông thường, lốc xoáy có 6 cấp độ mạnh, từ 64 đến 611.5 km/h. Vì vậy, Derecho giống như một cơn bão nhỏ, cấp độ khoảng 1, 2. Thông thường, tốc độ của Derecho ở khoảng 117.5 đến 182 km/h. Và cả hai hiện tượng đều có thể đi kèm với những cơn dông bão, sấm sét và mưa lớn. Tuy vậy, chúng vẫn là các hiện tượng khác nhau. Bão có thể trở thành Derecho nếu dấu vết thiệt hại do nó gây ra vượt quá 386.2 km và nếu tốc độ gió đạt 93.3 km/h. Hiện tượng này rất khó dự đoán. Nó có thể hình thành vào một ngày trời quang đãng, dù các nhà khí tượng học dự báo rằng không có bão. Và rồi gió bất chợt ùa đến. Gió gây bất ngờ đến nỗi người ta cảm thấy như thể gió bùng nổ.
nhưng cơ quan thời tiết quốc gia vẫn luôn cố gắng cảnh báo ít nhất nửa giờ hoặc một giờ trước khi bão ập đến để người dân kịp thời ẩn nấp và sơ tán. Lần này cũng không có gì khác biệt. Cơn bão đã quét qua Nam Dakota cũng như Minnesota và Iowa. Nó đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. 30.000 người phải chịu cảnh mất điện. May mắn thay, không có ai bị thương. Nguyên nhân một phần là do người dân địa phương đã khá quen với derecho. Tuy vậy, bầu trời xanh lá vẫn là điều lạ lùng. Nó trở thành khung cảnh khác thường cho dân địa phương. Ai nấy đều thắc mắc, không hiểu tại sao. Liệu đó có phải là dấu hiệu chẳng lành? Hay chỉ là một hiện tượng thời tiết bình thường? Chà, thành thật mà nói, các nhà khoa học chưa có lời giải thích chính xác. Tuy vậy, họ cũng đã đưa ra một số giả định có sức thuyết phục. Hiện tượng bầu trời xanh lá quả thực rất hiếm. Hầu hết các nhà khoa học cho rằng một cơn bão mạnh tiến đến khu vực trước khi mặt trời lặn hoặc mọc. Sau đó, bầu trời sẽ chuyển sang màu xanh lá. Nhà khí tượng học Bill Currens của NBC, người đã từng chứng kiến một sự kiện tương tự cho rằng bầu trời xanh lá là kết quả của trận mưa đá lớn trước khi bão ập đến. Trước hết, ta hãy xem xét nguyên nhân dẫn đến các màu của bầu trời nhé. Nói ngắn gọn, mặt trời đồng thời chiếu tất cả các tia của quang phổ màu. Dù ta nhìn thấy màu trắng, nhưng thực chất đó là sự hòa trộn của tất cả các màu. Tuy nhiên, các sóng màu này có độ dài ngắn khác nhau. Ví dụ, tia màu xanh dương ngắn hơn các tia màu khác. Chúng nhảy khỏi các phân tử không khí xa hơn sóng màu đỏ nên đến mắt của ta nhanh hơn. Vì lẽ ấy, vào một ngày trời quang, ta thấy bầu trời có màu xanh dương. Đồng thời, sóng màu đỏ và cam rất dài và di chuyển chậm hơn, do đó chúng thường tụt lại phía sau. Nhưng khi mặt trời lặn hoặc mọc, các tia thay đổi hướng và những sóng này đến mắt ta nhanh hơn. Điều này chứng minh rằng ngay cả khi ta thấy bình minh và hoàng hôn có màu đỏ và cam, thì về mặt bản chất vẫn có sóng xanh dương và xanh lá giữa chúng. Nhưng chúng phải bật ra từ thứ gì đó để đến với ta nhanh hơn và trở nên mạnh hơn tia màu đỏ. Các bạn có đoán được tôi đang dẫn dắt sang điều gì không? Chính là yếu tố nước. Mây được tạo thành từ vô vàn giọt nước. Khi mây đủ lớn nhưng chưa đổ mưa, do gió mạnh chẳng hạn, chúng sẽ tác động đến ánh sáng trên bầu trời. Những cơn bão lớn, nặng trĩu chủ yếu bao gồm nước và mưa đá. Nước phản chiếu các tia xanh dương và xanh lá tốt nhất. Đó chính xác là lý do tại sao nước ở sông và hồ mang sắc xanh ngọc, mặc dù trên thực tế, nước trong suốt. Một yếu tố nữa góp phần tạo nên màu sắc của sông hồ là tảo. Vậy thì, ta thấy có một vài yếu tố chính làm nên màu xanh lá của bầu trời. Trước tiên, mặt trời phải ngang đường chân trời. Thứ hai, trong khi mây giông kéo đến, chúng không được phủ kín bầu trời. Các tia nắng phải có một chút khoảng trống để xuyên qua. Sau đó, những tia màu xanh dương mà mắt thường không thấy sẽ chiếu vào mây giông. Những giọt nước và mưa đá để các tia này. Hòa cùng ánh hoàng hôn đỏ rực, chúng biến thành thứ ánh sáng xanh dương rực rỡ. Và ánh xanh này lan ra khắp bầu trời. Chính vì vậy, trong hầu hết các trường hợp này, tức là bầu trời chuyển màu xanh lá, mọi người chỉ có thể thấy nó vào buổi tối. Thi thoảng, nó cũng xảy ra vào ban ngày, nhưng rất hiếm do hiện tượng này chỉ xuất hiện dưới những điều kiện rất cụ thể. Tuy nhiên, nếu bạn có thấy trời xanh lá thì cũng đừng hoảng loạn nhé. Không phải lúc nào nó cũng ám chỉ rằng một cơn bão khủng khiếp đang kéo đến đâu. Tuy xác suất khá cao nhưng không phải 100%. Có khi chỉ là mưa lớn hoặc mưa đá thôi. Nói cách khác, nếu bạn nhìn thấy bầu trời xanh lá thì hãy ẩn nấp và giấu ô tô đi nhé. Tuy nhiên, nếu đủ may mắn, bạn đang ở trong nhà và thư thái chiêm ngưỡng bầu trời tráng lệ, thì đây sẽ là một trải nghiệm khó quên đấy. Và dù chỉ thoáng thế thôi, hãy biết rằng bạn đã có cơ hội trải nghiệm một hiện tượng rất hiếm và đặc biệt. Vài người kể rằng đó là điều tuyệt diệu nhất mà họ từng thấy.